Dạ dạ báo cáo nguyên soái. Kìa có chuyện gì? Giặc Lan Xa cho tên Việt Giang Quỳnh Công Tấn dẫn đường, đã bao vây chặt khu căn cứ của nghĩa quân, mong nguyên soái mau mau liệu định. Hả? Chúng đã bao vây căn cứ nghĩa quân à? Dạ, chúng còn kêu đích danh của chủ soái ra hàng để tránh cảnh ba quân bị dìm trong biển máu. Hàng à, không bao giờ, dù cho máu chảy đầu rơi thay phơi chiến địa, ta cũng quyết cùng bọn giặc Lan Xa một trận đấu tranh sinh tử, để giữ cho hào khí đất Gò Công muôn thuở chẳng phai. Mà cho phấn phới bay cao ngọn cờ nghĩa dũng, nói dấu giao giống dòng hào kiệt, quyết không nhường một tấc đất Nam Kỳ cho lũ giặc Tây Dương. Ta thề quyết tử cho núi sông này được sống tự do, quyết tâm cởi bỏ xích xiềng bọn giặc Lan Xa. Khi phan lâm mãi quốc triều đình khí dân, hỡi ba quân, ta nguyện chất dinh còn hơn sống nhục, đánh cho chúng hiểu thế nào là hào khí Gò Công, đánh cho triều đình sang mắt mà trông, đánh cho bọn Tây Dương cúi đầu khiếp sợ, cho người dân hạ giá quán hờn, lòng khí tiết trung can. Nhưng trời ơi, thân ta thọ trọng thương máu loang chiến địa, mặt trận Gò Công đã lần hồi tan ra, mà lũ giặc Tây Dương cứ tràn lên như lũ sói tham mồi. Giặc Tây vẫn nổ liên hồi, anh em nghĩa quân từng người theo nhau ngã xuống, máu anh hùng thắm đỏ đất Gò Công. Họ đã cùng ta trải mật phơi gan, đem máu hồng viết nên trang sử Việt. Đất Gò Công vui chốn đời quăng liệt, hồn nương theo gió quyển mây ngàn, đau lòng quốc nghẹn nhìn lũ giặc Tây Dương đem súng thép đạn đồng giày xéo quê hương, gây bao cảnh tàn thương quán thần ngút trời, bao tan tóc tơi bời trùm phố đất Gò Công. Thương cho nghĩa quân thì ai mà lìa bỏ gia đình chiến tử nơi xa trường để giữ lấy quê hương. Đất Gia Thuận chiều nay cũng nhỏ lệ thương sầu, hỡi anh em nghĩa quân, thế giặc Lan Xa như sóng dồn thác đổ, ta không muốn anh em phải chiến tử xa trường. Ta biết anh em dùng bất khuất
Nhưng giặc Pháp có thần công đại bác, còn nghĩa quân chỉ có giáo gươm. Hãy nghe ta cấp tốc lui quân, tìm chủ tướng thủ khoa quân mà nhập quân khởi nghĩa. Đừng lo cho ta sống thác ta xem nhẹ, bởi vì ta sinh vì tướng tử vì thần. Mây trắng đã dâng trời bên nghe, nắng chiều dường cháy đất Gò Công. Ngọn cờ pha lỗ bao giờ thấy, thiên hạ người đều ngóng cổ trông. Đỉnh này từ đất Quảng vào Nam, từ chức lãnh binh An Giang ở lại Gò Công, để một lòng cùng nhân dân chống giặc. Nãy xa cơ cam đành tự sát, không để tâm thân này rơi vào tay bọn lang xa. Núi sông ơi hãy tha thứ cho ta, binh yếu thế cô đành cam chiến tử. Mạnh khăn tan khấn hồn sông